Nếu như bạn là một trong những người khi mà đi PK gặp ngay con ứng long, con rồng có hai cái cánh này, nó xịt cho một phát nằm sàn luôn và cảm thấy rất là ức chế, thì nhớ xem hết video này nhá, bởi vì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách để có thể là khắc chế được con rồng dở hơi biết bơi này. Con này sừng cũng dài đấy. Rồi, thì như các bạn đã biết ấy, thì con rồng ứng long này nó sẽ có một cái skill, đó chính là 5 hiệp dùng kỹ năng một lần và gây sát thương thì ở những level đầu của nó là 350% công. Còn khi mà nó nâng cấp được lên như cái bạn này này thì sẽ được khoảng 450% công. Và các bạn biết đấy, quánh một phát đấy là thốn lắm, có khi là giã cả 80% máu các bạn là đi luôn. Ừ, cực kỳ là khó chịu luôn, nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta vẫn hoàn toàn là có cách khắc chế được nó các bạn nhá. Cách đầu tiên cũng là cách cực kỳ hiệu quả, tuy nhiên là các bạn sẽ phải phụ thuộc vào nhân phẩm của các bạn nữa. Nếu như các bạn là một nông dân và trong server của các bạn có rất là nhiều bạn chơi ứng long, chính vì vậy mà chúng ta hãy vào cho phần tinh quái và lựa chọn ngay em tinh quái phù tang cho mình. Nói là lựa chọn thôi nhưng khó phết, phải phụ thuộc vào nhân phẩm của các bạn nha. Mình đây chơi khá mà vẫn chưa ra đây phù tang này. Thì để cho an toàn á, các bạn nông dân này nên tạo một vài con ác. Đấy, nếu như mà ngày đầu tiên làm một số nhiệm vụ xong đi roll là trong phần tinh quái này, ra đem phù tang thì các bạn chơi tiếp, còn không thì lại nhảy server. Đấy, kiểu là như vậy. Còn nếu không các bạn chơi lâu dài thì các bạn lưu ý là sở hữu đem phù tang này thì mới không sợ em ứng long nha. Chứ còn giai đoạn đầu ứng long nó xịt đau lắm, nên là các bạn hết sức là cẩn thận nhá. Tiếp theo nữa, cũng tương tự như cái phần tinh quái, đó là trong phần thần thông thì các bạn phải sở hữu được cái thần thông có cái khả năng hồi sinh là giải thi pháp này các bạn này. Sau khi chủ nhân tử trận thì linh thú sẽ hồi sinh chủ nhân và hồi phục 12% HP. Mỗi trận chỉ có hiệu lực một lần thôi. Hiệu hồi sinh của tinh quái và thần thông chỉ được dùng một lần. Ý mình muốn nói đây tức là nếu như mà các bạn không có được em tinh quái phù tang thì các bạn hãy lựa chọn cái thần thông đó, thì nó sẽ có cái khả năng hồi sinh nha. Nhớ là chỉ lựa chọn một trong hai, một là thần thông, hai là tinh quái thôi, bởi vì là nó sẽ không cộng dồn những cái hiệu ứng kỹ năng đó với nhau nha. Tuy nhiên cách đầu tiên này thì rất là khó đấy, bởi vì là các bạn phải phụ thuộc khá là nhiều vào nhân phẩm, do là càng về sau 7 ngày đầu ấy thì cái việc mà kiếm được những cái vé để chiêu mộ tinh quái cũng như là chiêu mộ cái thần thông thì nó cực kỳ là lâu luôn, chứ không phải là nhanh như những ngày đầu nha. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta vẫn còn cách thứ hai các bạn, đó chính là chúng ta build với em ong già. Nhưng mà các bạn ngoài cái dòng cường hóa linh thú ra nha, thì các bạn sẽ lựa chọn thêm một dòng, đó chính là suy yếu linh thú các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem, kể cả là suy yếu linh thú phẩm mà lam thì cũng được. Tại vì ở đây nha, mình có một cái dòng cường hóa linh thú phẩm lam thôi, nhưng mà level 10 cái nó đã cộng thêm 45% rồi. Thế là nó cũng ok đấy chứ. Thì nếu như các bạn build được cái suy yếu linh thú level 10 lên thì sẽ giảm đâu đó gần một nửa sức mạnh con ứng long. Mà trong khi đó mình gọi là oánh hiệp nào cũng được oánh, nó cứ 5 hiệp nó mới được oánh một lần đấy các bạn, thì chắc chắn là nó thọt hơn mình rồi, là con ứng long nó sẽ bị kiểu là thôi chưa kịp đánh nó đã hẹo rồi các bạn nhé. Và đấy là hai cách phổ biến nhất để cho các bạn có thể chơi khắc chế vào em ứng long nha các bạn. Để cho các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là click vào danh sách phát hướng dẫn tuân thủ tiểu hiệu tầm đạo ở ngay trên màn hình để có thể là xem thêm nhiều mẹo hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.